Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Tài chính đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm ổn định giá từ nay đến cuối năm. Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, Việt Nam có gần 8 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, cao nhất từ trước đến nay. 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tương đương trên 83% dự toán giao. Sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, để ổn định giá cả thị trường từ nay tới cuối năm, đặc biệt sau đợt cải cách tiền lương, Bộ Tài chính vừa đưa ra các nhóm giải pháp tập trung thực hiện bình ổn giá thị trường, kiểm soát giá hàng hóa. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá để tham mưu chính sách, kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt, kịp thời, nhất là với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá. Các bộ ngành địa phương chủ động chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng nhà nước, định giá, đánh giá kỹ tác động để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ điều chỉnh phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường. Đối với các mặt hàng nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường như điện, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát các phương án lộ trình giá, đồng thời tăng cường giám sát thực hiện việc kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tính đến cuối tháng 6 năm 2024, Việt Nam có gần 8 triệu tài khoản chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân trong nước, tương đương 8% dân số. Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng thêm trên 106.000 tài khoản trong tháng 6 năm 2024. Trong khi đó, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 163 tài khoản. Lũy kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 750.000 tài khoản. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tính đến cuối tháng 6 đạt xấp xỉ 8 triệu tài khoản, cao nhất từ trước đến nay. Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 mới được phê duyệt, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Trong đó, chính phủ yêu cầu tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Theo khảo sát nhanh của một số ngân hàng, có tới 70% khách hàng được hỏi bày tỏ hài lòng với quy định xác thực sinh trắc học khi giao dịch chuyển khoản giá trị trên 10 triệu đồng. Gần 84% số người được hỏi cho biết đã từng giao dịch có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng một lần hoặc quá 20 triệu đồng một ngày. Và có hơn 74% cho biết đã hoàn thành xác thực sinh trắc học đối chiếu với dữ liệu quốc gia về dân cư. Mặc dù có khoảng 1/3 câu trả lời cho biết cảm thấy khó khăn trong việc thực hiện đăng ký sinh trắc học, nhưng 70% người được hỏi cho biết họ đồng tình với quy định và mong muốn có các biện pháp ngày càng hiệu quả để bảo vệ tài khoản. Có 60% người dùng cảm thấy việc sử dụng xác thực sinh trắc học tiện lợi hơn so với phương pháp truyền thống như sử dụng mật khẩu, mã OTP, mã PIN, câu hỏi bảo mật hay xác thực qua email. Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc thực hiện xác thực sinh trắc học là cần thiết, thêm một lớp bảo vệ nên chắc chắn an toàn hơn. Trường hợp khách hàng có làm mất giấy tờ, bị kẻ xấu mang đến ngân hàng, giả mạo chủ tài khoản để lừa đảo tiền cũng khó có thể thực hiện. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng với kim ngạch gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Với nguồn cung dồi dào và có thể đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường, xuất khẩu rau quả kỳ vọng có thể lập thêm kỷ lục mới trong năm nay. Sầu riêng tiếp tục dẫn đầu nhóm rau quả xuất khẩu khi mang về 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là thanh long và chuối, đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu rau quả nửa đầu năm. Các thị trường chủ lực cũng ghi nhận mức tăng từ 10 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn là thị trường chính của rau quả khi hơn 10 loại trái cây đã thuận lợi xuất khẩu chính ngạch. Vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đã kết thúc đàm phán nghị định thư mới về mở cửa xuất khẩu nông sản, dự kiến sẽ ký kết trong nửa cuối năm nay. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho biết, hiện nay sản lượng rau quả đang tăng lên khoảng 6% một năm, lượng cung rất lớn và ổn định, cùng với đó nhu cầu của thị trường thế giới cũng tăng,
nên từ nay đến hết năm 2024, ngành rau quả Việt Nam vẫn có những điều kiện thuận lợi để phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã thu ngân sách đạt trên 29.600 tỷ đồng, tương đương trên 83% dự toán, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều đạt cao so với dự toán giao. Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế của tỉnh, đồng thời khẳng định những biện pháp của các ngành chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đã phát huy hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2024, thu nội địa do ngành thuế Thanh Hóa thực hiện đạt trên 18.400 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán giao, tăng tới 51% so với cùng kỳ. Có 10 đơn vị địa bàn đạt cao hơn so với tiến độ chung. Trừ tiền sử dụng đất và sổ số, toàn ngành thu đạt 80% dự toán. Đáng chú ý, một số khoản thu sắc thuế có tỷ trọng lớn đều đạt cao so với dự toán. Trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường tăng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động với trên 120% công suất trong 6 tháng đầu năm nay, cộng với số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt nợ đọng của kỳ kê khai tháng 11 năm 2023 chuyển sang quý 1 năm 2024 cũng đóng góp quan trọng cho kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Ngoài ra, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng tăng mạnh. Do có nhiều dự án đấu giá đất cuối năm 2023 nộp tiền vào quý 1 năm 2024 và phát sinh tiền thuế đất một lần của một số dự án. Đối với các nguồn thu từ đất thì có thể nói là 6 tháng đầu năm 2024 là một điểm sáng. Ở thu tiền thuế đất thì gấp tới 6 lần năm 2023, thu tiền sử dụng đất thì gấp 2 lần năm 2023. Đây là kết quả của ngành thuế đã phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp để tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số dự án lớn để ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất và ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm cũng đạt kết quả khả quan, với mức thu hơn 11.200 tỷ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm 2023. Số thu tăng chủ yếu do thu thuế giá trị gia tăng từ nguồn dầu thô nhập khẩu. Các mặt hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất và từ một số hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh tăng lên. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chống thất thu. Cục Hải quan Thanh Hóa tăng cường cái cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan giải phóng hàng, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng duy trì các tổ giải quyết khiếu nại và thực hiện cái việc đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp mới tìm hiểu về thủ tục hải quan, chính sách đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Và một trong những giải pháp đó là tăng cường các biện pháp chống thất thu qua các công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2024, Thanh Hóa được Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là trên 35.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 22.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 13.500 tỷ đồng. Với tiến độ thu tích cực như hiện nay, mặc dù cuối năm, việc thực hiện các chính sách giảm thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ phục hồi sản xuất dự kiến sẽ làm giảm thu khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhưng tỉnh Thanh Hóa chắc chắn sẽ hoàn thành và nhiều khả năng sẽ vượt cao so với dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các chính sách gia hạn giảm thuế phí tiền thuê đất trong 6 tháng cuối năm. Trong công tác thanh tra kiểm tra, ngành thuế tiếp tục giao chỉ tiêu hàng quý để đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm tra, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế và thu hồi nợ động thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.